Xin chào, ai tên gì? Simi. Bông hồng hả? Sao con trai mà sao bông hồng vậy? Sao một nhỏ của em mở vai đúng không? Mở vai đúng không? Con gái mà đứa nào mà xăm mở vai này là giống mấy đứa bán cà phê á. Mấy đứa mà ngồi tiếp khách cà phê á, hay xăm mấy cái bông hồng đây nè. Y luôn, y vậy luôn á. Có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì mà xăm cái đó vậy? Ủa? Sao vậy? Xăm đôi hả? Vậy giống bố. Đây, bây giờ chị cho em kể á. Em kể về bố của em hai câu đúng không? Mà chị cảm giác như bố em là một người rất kiểu không? Thương em nè, kiểu cũng hơi hướng em theo ý của bố em á. Chị cũng tinh nghịch đó. Chị rất là thương đúng không? Hồ ly hả? Hồ ly là dành cho mấy đứa nào mà kiểu muốn thả thính nhiều người á thì mới xăm cái đó đúng không ta? Em nói là hồ ly là kiểu nhiều người theo á. Em là hướng nội này, có con một hướng nội chị hiểu. Người con một thì thường là thích tâm sự với ba mẹ lắm, cũng không có anh chị em gì để nói hết á. Thường con một hay ngủ nghịch lắm nha.